Hi, xin chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh của em Lâm Hoàng Mercedes. Ở video ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến quý anh chị chiếc C300 AMG phiên bản V1 với mức giá là 2.099 triệu đồng. Hiện tại thì chiếc xe này đang được hưởng trước bạ từ nhà nước 50%, chỉ còn hơn một tháng nữa thôi và nhiều chương trình ưu đãi từ đại lý nữa. Và chiếc xe này hiện tại đang có sẵn bên Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng với màu đỏ đã rất lâu rồi, bây giờ mới xuất hiện lại trên thị trường. Nếu như quý anh chị nào có nhu cầu đang tìm hiểu và sở hữu cho mình chiếc xe này thì hãy liên hệ nhanh với em nhé. Và có một cập nhật mới trên những chiếc xe C300 đợt này, đó chính là quý khách hàng có thể lựa chọn được hệ thống điều hòa độc lập cho hàng thế thứ hai và trang bị thêm hai cổng sạc taxi. Và option này sẽ có với mức giá chi phí thêm là khoảng 35 triệu đồng. Và ở video ngày hôm nay thì em sẽ điểm qua những điểm nổi bật trên những chiếc xe C300. Mời quý anh chị cùng theo dõi video nhé. Với gói ngoại thất AMG Line thì C300 với những điểm nổi bật ở phần đầu xe như với phần mặt ca lăng được thiết kế mới Star Rail với nhiều logo ngôi sao ba cánh, cản trước với hai hốc gió cực kỳ lớn giúp cho phần đầu xe trông sẽ bề thế hơn, logo Mercedes được đặt ở chính giữa, có tích hợp sấy và radar nằm ở phía sau giúp cho quý anh chị sử dụng được tính năng Nitronic giữ khoảng cách an toàn chủ động với xe phía trước. Nổi bật nhất ở phần đầu xe không thể nhắc đến đó chính là hệ thống chiếu sáng. Hệ thống đèn Digital Light hiện đại nhất của Mercedes-Benz hiện tại bây giờ được trang bị trên dòng C300 AMG. Với hệ thống đèn này bao gồm 10 tính năng thông minh sẽ giúp cho quý anh chị dễ dàng di chuyển trong những cung đường hoặc là địa hình thời tiết khác nhau, và ngoài ra sẽ hạn chế chống chói mắt những phương tiện đi ngược chiều lại với mình. Trái tim của chiếc xe là khối động cơ 2.0 lít turbo mang cho mình công nghệ MyHybrid, sản sinh ra công suất là 258 mã lực và 400 Nm mô men xoắn. Công nghệ này sẽ giúp cho quý anh chị khi khởi động xe sẽ êm ái hơn, tăng tốc mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu. Xe sử dụng hộp số 9 cấp 9 Nitronic do chính Mercedes-Benz chế tạo và phát triển. Xe dẫn động cầu sâu sẽ tạo cho quý khách hàng có một cảm giác lái cực kỳ là tốt. Nổi bật ở phần thân xe thì quý anh chị sẽ thấy xe được trang bị mâm AMG 18 inch và sử dụng lốp Runlap, một loại lốp chống xẹp. Ví dụ như khi mình cán đinh, mình rút cái đinh ra luôn thì cái lốp này nó sẽ không xẹp, tại vì bên thành lốp nó được gia cố một lốp rất là vững chắc và cứng. Nhìn sâu ở phía bên trong thì quý anh chị sẽ thấy đối với những xe có gói AMG Line giống như chiếc xe 300 thì đĩa phanh ở phía trước là đĩa phanh đục lỗ và trên máy phanh sẽ có dòng chữ Mercedes-Benz màu đen. Đối với trên chiếc xe C300 do được trang bị gói AMG Line nên bên hông quý anh chị sẽ thấy có một cái lườn ở phía dưới. Và khi mà mình mở cửa ra thì trên gương chiếu hậu sẽ có một logo Mercedes-Benz được chiếu xuống mặt đường. Và khi quý anh chị dè xe thì logo này sẽ tắt và sẽ chuyển thành một luồng ánh sáng ở hai bên hông xe, giúp quý anh chị dè được an toàn hơn khi mình đi vào trong đêm. Trên gương chiếu hậu của C300 sẽ tích hợp thêm camera để quý anh chị sử dụng tính năng camera 360 độ thế hệ mới. Ngoài tính năng chống chói ở gương người lái và gương trong xe thì hệ thống cảnh báo điểm mù trên C300 là hệ thống cảnh báo điểm mù chủ động. Ngoài tính năng cảnh báo thì khi chiếc xe phát hiện nguy cơ va chạm từ phía sau trong khu vực điểm mù, ngoài cái cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh ra, nếu như xe phát hiện ra trường hợp nó quá nguy hiểm thì chiếc xe sẽ ngay lập tức thực hiện phanh hai bánh xe phía ngược lại. Ví dụ như mình quẹo bên phải thì xe sẽ phanh hai bánh phía bên trái, và việc phanh này sẽ không làm cho xe đứng yên mà chỉ là cảnh báo bằng cách giật nhẹ vô lăng để cảnh báo cho quý anh chị khi mà lái xe biết rằng nếu như mình đánh vô lăng vô thì sẽ va chạm với xe ở phía sau trong khu vực điểm mù, để hạn chế xảy ra cái va chạm khi mà quý anh chị không có quan sát được. Nếu như quý anh chị nào đang sở hữu những dòng xe C300 này, nếu như khi mà di chuyển trên đường có gặp tình huống như thế này thì đó là cách thức hoạt động của hệ thống cảnh báo điểm mù chủ động. Nó sẽ khác hoàn toàn so với lại hệ thống phanh chủ động trên những chiếc xe mới hiện tại bây giờ của Mercedes-Benz. Đối với gương ở phía bên phụ thì quý anh chị sẽ có một tính năng khi mình vào số lùi thì gương này sẽ hạ thấp xuống để mình có thể quan sát được cái khu vực bánh xe ở phía sau. Để setup được vị trí của cái gương bên phụ thì quý anh chị sẽ mình lên trên xe nổ máy, mình chọn gương bên phụ, chọn số dê và mình sẽ tùy chỉnh cái gương về vị trí mà mình thấy phù hợp nhất. Sau đó quý anh chị sẽ nhấn B thì xe sẽ tự động lưu cái vị trí gương này vào số lùi. Khi đó mình chỉ cần vào số lùi là xe sẽ tự động hạ cái gương bên phụ xuống theo đúng cái vị trí mà mình đã lưu trước đó. Ngoài ra thì quý anh chị còn được trang bị tính năng chìa khóa thông minh Keyless Go, có nghĩa là mình chỉ cần mang chìa khóa ra ngoài và mình lên xuống xe mình không cần bấm chìa khóa, mình chỉ cần xỏ tay vào đây thì xe sẽ tự mở, và khi mình ra khỏi xe mình chỉ chạm nhẹ trên tay nắm cửa ở tất cả bốn cửa luôn thì xe sẽ lock lại. Và trên chìa khóa thì có rất là nhiều tính năng hay, và Hoàng sẽ để một cái link ở phía trên để quý anh chị có thể cài đặt cái chìa khóa trên xe của mình. Ở phần đuôi xe thì quý anh chị sẽ thấy nổi bật luôn luôn đó chính là cái hệ thống đèn ở phía sau. Và trên chiếc C300 thì hệ thống đèn phía sau nó sẽ có một hiệu ứng đóng mở rất là thú vị. Ví dụ như khi anh chị tắt thì đèn sẽ thu nhỏ lại và tắt, và khi mình mở lóc cửa thì sẽ chạy sáng dần từ trong ra ngoài đó. Và khi mà đi vào ban đêm mình bấm chìa khóa xe mà thấy có một hiệu ứng như vậy thì trong cái xe của mình nó rất là hiện đại và cốp đóng mở bằng điện. Ngoài ra có tính năng đá cốp, hiện tại chìa khóa thì đang để trong xe rồi nên Hoàng không thể nào thực hiện cái đá cốp được. Và đá cốp quý anh chị, ví dụ như mình đá cốp đúng không, thường thường mình sẽ như vậy đó, chứ mình đừng quơ chân, vậy quơ chân rồi thường thường xe sẽ hiểu là đóng mở nên nó sẽ không có mở ra.
hoặc là mình sẽ đá dứt khoát. Nếu mình đá dứt khoát thì sẽ được. Cốp xe rất là rộng và cốp xe này có thể để được rất là nhiều đồ. Ngoài ra thì quý anh chị có thể mở rộng cái khoang hành lý này bằng cách mình sẽ thao tác cái nút ở bên hông. Ở hai bên hông thì hàng ghế phía sau sẽ gập bằng lại và mình để được rất nhiều đồ. Do được trang bị gói thiết kế AMG nên ở đằng sau quý anh chị sẽ thấy ha, đây là một điểm khác biệt so với lại những chiếc xe C200 hoặc là C200 Amgrad Plus. Đó chính là phần phía sau sẽ có một cái đường kẽ thông gió. Ở đây cái này, thông gió này là giả rồi quý anh chị, nhưng mà nó sẽ tạo nhìn khi mà mình nhìn từ phía đuôi xe, chiếc xe nó sẽ thể thao hơn. Ngoài sự khác biệt về hai khe thoát gió hai bên hông thì quý anh chị sẽ thấy cái phần Oppo phía sau cũng sẽ khác và có những cái cánh khuếch tán gió nằm ở phía dưới. Đây một điểm khác biệt để so sánh được chiếc C300 và chiếc C200 khi đi ngoài đường. Về một điểm đặc biệt, trên chiếc C300 sẽ có thêm là hệ thống giả lập âm thanh, có nghĩa là khi mình chạy chế độ Sport thì trong phần Sport nó sẽ có một cái phần gọi là giả lập âm thanh thông qua cái hệ thống loa ở trên xe, giúp tạo ra một cái cảm giác lái xe phấn khích hơn khi mà quý anh chị chạy ở những cái chế độ gọi là thể thao. Và bây giờ hãy cùng Hoàng khám phá khoang nội thất của chiếc xe C300 này, một khoang nội thất khá là ấn tượng. Và bây giờ quý anh chị hãy cùng Hoàng khám phá khoang nội thất này nhé. Trước khi bước vào trên trong nội thất thì quý anh chị sẽ thấy trên phần táp bi cửa ha, sẽ được thiết kế lại hoàn toàn mới. Ở đây là các phím điều khiển ghế này đều được điều khiển bằng là cảm ứng lực. Nó sẽ không giống như đợt trước như quý anh chị nhấn những cái nút này này, đó. Thì đây là những nút để cho mình là giúp lưu vị trí ghế. Ví dụ như mình chỉnh ghế xong ha, nó nhấn M, nhấn số 1, đó xe đã báo hiệu là ok. Rồi và bây giờ Hoàng sẽ thử khởi động chiếc xe này xem cái độ êm ái của nó như quý anh chị. Trước đây khi mình đề xe nó kêu é, còn xe này quý anh chị cảm nhận nha. Đó, rất là êm luôn, nó sẽ không có cái tiếng gọi là bật đề như trước đây. Và quý anh chị thấy ha, xe được trang bị một cái vô lăng AMG thiết kế mới nè, rất đẹp luôn. Rất đẹp và rất thể thao. Đó, vô lăng mới được vác ngang ở phía dưới. Trên đây tích hợp các tính năng như là giới hạn tốc độ, ga tự động và giữ khoảng cách an toàn Dictionic như Hoàng có giới thiệu ở đầu video. Phía bên đây thì quý anh chị sẽ sử dụng các tính năng như là đàm thoại rảnh tay, volume lớn nhỏ này, rồi điều khiển cái màn hình giải trí phía bên này thông qua cái phím bấm ở trên vô lăng luôn. Phía sau sẽ được trang bị cho mình hai lẫy số chuyển số và xe này sẽ có tới 9 số đó. Rồi và phía bên đây ha là cần gạt xi nhan nè. Đó, đèn chiếu xa, đá pha và một cái điểm khác biệt trên những dòng xe Mercedes-Benz đó chính là gạt mưa sẽ được tích hợp bên này luôn. Quý anh chị sẽ sử dụng cái vặn ở phía bên này. Đó, có tính năng tự động. Nói chung khi mình sử dụng xe mệt rồi thì phanh tay điện tử là 1, đèn là 2, gạt mưa là 3, nó tự động hoàn toàn hết. Và một cái điểm rất khác biệt để nhận dạng những chiếc xe Mercedes-Benz và cho tới hiện tại bây giờ có rất nhiều cái mẫu xe cũng đã trang bị giống như chiếc xe mệt rồi. Đó chính là cái cần số. Nếu như quý anh chị mình chạy tới ha, mình kéo xuống và gear mình đẩy lên trên, dần mình nhấn nút parking, một điểm rất là an toàn khi mình đang đi tới đi. Mình về nhà mình quên mình mở cửa ra thì chiếc xe sẽ tự động về B và tự động phanh tay cho mình. Đó, rất an toàn luôn. Vô lăng chỉnh điện nè. Đó, quý anh chị thấy ha. Đây là những cũng là một trong những cái trang bị gọi là tiêu chuẩn trên những dòng xe Mercedes-Benz. Và màn hình sau vô lăng đó chính là màn hình 12.3 inch và giúp quý anh chị có thể lựa chọn được rất nhiều kiểu hiển thị. Đó, mình có thể lựa chọn rất dễ dàng ha, rất là sắc nét, có thể hiện đầy đủ các thông tin lên. Ví dụ như khi quý anh chị chọn cái hệ thống hỗ trợ thì nó sẽ hỗ trợ luôn làn đường, quét xe phía trước, quét người đi bộ. Thậm chí là khi mình hoạt động những cái mình đá đèn thì trong này cũng sáng, bật đèn xi nhan trong này cũng sáng luôn. Nó rất là trực quan, giúp cho mình có thể quan sát chi tiết được. Có khi mà mình là di chuyển trên đường, giúp cho mình có thể lái xe an toàn hơn. Một cái màn hình MBUX thế hệ thứ 2 mới nhất hiện tại bây giờ. Màn hình này là công nghệ LCD nha quý anh chị. Và công nghệ OLED nó sẽ xuất hiện ở trên những dòng S-Class với màn hình bự hơn là 12.8 inch. Còn màn hình trên C300 hoặc trên tất cả dòng C thì đó chính là 11.9. Nghiêng nhẹ về phía người lái là 6 đến 7 độ. Thưa quý anh chị khi mà ngồi ha thì màn hình sẽ nghiêng nhẹ về phía mình, giúp mình dễ quan sát và thao tác hơn. Đồng thời là những hành khách ngồi xung quanh xe vẫn có thể nhìn được. Đó, màn hình quý anh chị thấy có rất nhiều cái sự lựa chọn cho mình. Ví dụ như mình có thể lựa chọn được cài đặt của xe, mình cái giao diện nó xài rất là gần gũi với người dùng quý anh chị. Nó giống như là cái điện thoại của mình vậy đó. Ví dụ như điện thoại của anh chị thấy ha, mình có thể lựa chọn app nè, Android hay là Apple gì đều mình cũng quen cái kiểu đó rồi. Thì trên xe cũng y chang vậy luôn. Đó, mình có thể điều chỉnh được đèn viền nội thất nè, 64 màu đơn sắc. Đó, chuyển ha. Đèn viền bên hông, cửa gió rồi trên trần, đó nó cũng sáng luôn, để hoàn tắt cái đèn đi. Đó, về cái đèn trần nè, quý anh chị thấy ha, mình có thể chạm cảm ứng vô nó sẽ sáng lên. Và mình tắt mình chạm vô, nó rất là hay. Rất là hay luôn. Cái gương này thì bữa nãy Hoàng có nói là chống chói tự động ở trong xe. Khi mà có xe phía sau pha đèn hay mà đi buổi chiều nắng thì nó sẽ chuyển thành màu xanh cùng với lại cái gương của bên người lái. Nó quay trở lại với cái đèn viền nội thất của anh chị thấy không? Mỗi lần mình khi mà đi làm sau một ngày mệt mỏi về mà bước lên một chiếc xe mệt
đèn viền nội thất nè, rất là mờ mờ ảo ảo. Rồi ví dụ như thêm một cái âm nhạc du dương bass chép rồi đó, đầy đủ chi tiết từ cái hệ thống loa boom master của Mercedes-Benz ra thì không còn từ nào để diễn tả được quý anh chị. Và cá nhân của em thì rất là thích khi mà ngồi vô một cái nội thất của một chiếc xe Mercedes, tại vì những cái hệ thống đèn viền hay là âm thanh của nó rất là hay. Và cái đèn viền này hiện tại là một số dòng xe phổ thông hoặc là những xe nào không có ngoài thị trường, quý chị thấy không, bây giờ cái này độ quá trời luôn, nó độ đổi màu y chang luôn, hoặc là có một cái nữa rất là hay, thay đổi màu hoặc là chớp theo nhạc nữa, nhưng mà bên Mercedes thì không có cái tính năng chớp theo nhạc, nó chỉ có đổi màu khi mà mình chọn chế độ nhiều màu thôi. Ví dụ nhiều màu thì nó sẽ luân phiên đổi màu cho nhau, hoặc là hiệu ứng không khí ha. Ví dụ khi quý anh chị mình sử dụng hiệu ứng không khí á, mình tăng lên nó sẽ báo đỏ này, báo đỏ ha, còn khi mình giảm xuống á thì nó sẽ báo xanh đó. Ví dụ như cái này em đang xin hai cái hệ thống điều hòa độc lập hai vùng lại thành một vùng, còn khi em tách ra thì mình điều chỉnh bên nào nó sẽ sáng bên đó, nó rất là hay, nó sáng ở cửa gió và ở phía dưới với chân mình luôn. Đang ở khu vực điều hòa thì Hoàng chia sẻ luôn là trên những dòng xe C-Class mới hiện tại bây giờ sẽ trang bị cho mình một cái tính năng gọi là lọc không khí, và cái lọc không khí này sẽ lọc sạch được bụi mịn, phấn hoa và những cái mùi khó chịu giống như những cái chất mà nguy hiểm, ví dụ như lưu huỳnh dioxit, oxit nitơ này trong không khí lấy từ bên ngoài đi vào xe thì nó sẽ lọc sạch để giúp bảo vệ sức khỏe cho những hành khách khi mà ngồi trên xe. Để nói về những cái điểm hay ở trong phần nội thất này thì ở video này Hoàng không thể nào mà nói hết được, tại vì nó rất nhiều quý anh chị, rất nhiều là cách sử dụng hay là một cái số mèo nhỏ nào đó. Nếu như quý anh chị nào đang sử dụng xe này hoặc là sắp sở hữu ha, thì có thể liên hệ ngay với Hoàng. Hoàng có thể hỗ trợ về kỹ thuật này, hoặc là hỗ trợ tư vấn cho quý khách hàng lựa chọn cho mình một cái mẫu xe coi như là phù hợp nhất với cái nhu cầu sử dụng của mình. Quay trở lại với cái màn hình thì quý anh chị thấy rất là nhiều trong một quầy đặt này thì những tính năng an toàn do xe này được trang bị gói an toàn B20 như nãy Hoàng có giới thiệu về cái điểm mù chủ động. Thì ngoài cái đó ra, xe còn được trang bị cái tính năng là hỗ trợ giữ khoảng cách chủ động này, rồi hỗ trợ giữ làn đường chủ động và hỗ trợ phanh chủ động. Khi mà nhắc đến cái phanh chủ động này, đây là một tính năng cũng đang khá gây tranh cãi. Một số khách hàng thì rất thích sử dụng tính năng này và một số khách hàng thì cảm thấy hơi phiền phức về tính năng này. Nếu như mà khi nào mình sử dụng xe mình không muốn sử dụng nó thì mình có thể tắt. Nhưng mà quý anh chị, khi mình tắt nó ha, mình tắt máy, mình leo lên xe thì nó sẽ mở lên lại. Và tính năng này mình chỉ có hai cách tắt, một là mình đứng yên, hai là mình di chuyển tốc độ dưới 10 km mình có thể tắt được. Rồi ngoài ra những tính năng an toàn này thì trên xe còn trang bị tính năng đó gọi là reset. Reset thì quý anh chị sẽ thấy ở trên dây đai an toàn của C300 sẽ có chữ reset này đó. Đây là một tính năng hỗ trợ cho mình trước khi mà xảy ra những cái tình huống như là khẩn cấp. Khi mà mình lên trên xe mình thắt dây vô thì quý anh chị thấy nó sẽ có một lực siết, nó siết cái người mình lại xong nó nhả ra để nó đo cái khoảng cách người của mình. Rồi cái màn hình này thì có khá là nhiều cái để Hoàng chia sẻ trong đây. Nếu như quý anh chị nào mà đang muốn tìm hiểu chiếc xe này hãy liên hệ với Hoàng hoặc là lên đến showroom trực tiếp gặp Hoàng để Hoàng có thể tư vấn một cách gọi là chi tiết nhất. Rồi một mẹo nhỏ, quý anh chị muốn thay đổi cái kiểu menu này, mình chỉ cần giữ vô cái ngôi nhà này, mình thoát ra là màn hình chính này, giữ ngôi nhà đó, quý anh chị có thể lựa chọn được hai kiểu hiển thị đó, rất là hay luôn, nó giống như điện thoại vậy đó, rất mượt, rất nét luôn. Và Hoàng sẽ cho quý anh chị xem cái camera 360 thế hệ mới, do Hoàng đang mở cái cửa đó, Hoàng quay phim á, nên quý anh chị thấy ha, một bên này nó sẽ không có cam, nó không sẽ học, không có hoạt động đó. Ví dụ như Hoàng sẽ mở thử cho quý chị xem phía bên đây nè đó, ví dụ như khi Hoàng chiếu bên đây nè, nó hiện là cái cửa đang mở và nó rất trực quan quý anh chị. Ví dụ như khi mình mở đèn hay gì đó là nó cũng sáng lên luôn. Rồi dưới này thì mình sẽ chọn chế độ lái, đây độ hàng khác là chọn chế độ lái nè, chọn lại cái này ha. Đây chế độ lái của xe 1, 2, 3, 4, 5, 5 chế độ. Chế độ ở chế độ sport thì quý anh chị sẽ thấy có thêm cái phần âm thanh như Hoàng chia sẻ ở phần đuôi xe đó, vô cái phần mà tùy chọn này quý anh chị có thể cài đặt được cái âm thanh nóng xả riêng biệt luôn. Đây comfort hoặc là sport sportless, nó sẽ giả lập âm thanh nóng mô thông qua cái hệ thống loa. Rồi quay trở lại hệ thống loa, âm thanh trên xe là âm thanh boom master 15 loa, công suất là 710W. Quý anh chị có thể tùy chỉnh được rất là nhiều chế độ nghe trong đây, 3D nè, âm thanh nguyên bản nè. Và có một cái rất là hay đó là âm thanh hồ sơ, âm thanh cá nhân hóa, giúp cho quý anh chị có thể cài đặt được nhiều loại dụng của cái công cụ của âm nhạc của quý anh chị để hoàn thử à. Đó. Mình có thể cài được tiếng đàn hay là rất là nhiều, cân bằng nè, hay là cái tiếng đánh trống. Đó, tiếng đánh trống, tiếng bass. Đó quý chị thấy không? Đó, mình có thể tăng giảm lên, hoặc là mình có thể điều chuyển theo cái sơ đồ trên đây, theo cái mục nào mình thích nghe. Đó, âm thanh 3D ảo, tại vì xe này sẽ có thêm loa ở trên trần. Âm thanh nổi, đó. Lựa chọn âm bass, cái đặc tính của âm bass. Rồi, bản gốc. Đó. Thì vừa rồi Hoàng thử là nó hơi ồn, mong quý chị thông cảm ha. Sẽ được trang bị là sạc không dây rồi kết nối Apple CarPlay, Android Auto không dây hết. Đây thì sạc điện thoại không dây trong đây ha.
Rồi, trên xe C300 thì sẽ có hai sự lựa chọn nội thất, đó chính là đen và nâu. Và nâu của chiếc C300 thì nó sẽ là nâu pha đen. Và nội thất, ốp nội thất trên xe đó là sợi kim loại rất là đẹp. Hiện tại thì Hoàng đang ngồi ở cái khoang phía sau trên chiếc C300. Ghế này bữa nãy thì Hoàng có ngồi phía trước để hướng dẫn cho quý khách hàng. Thì quý chị thấy không, còn vẫn còn rất rộng ha. Do trên những chiếc xe C-Class mới thì kích thước có điều chỉnh một chút, nhưng mà nó sẽ khác biệt hoàn toàn so với những dòng xe trước đây. Rèm che nắng chỉnh cơ được trang bị ở hai bên hông cửa phía sau nè, và rèm chỉnh điện sẽ được trang bị ở phía sau lưng. Cửa sổ trời toàn cảnh giúp cho mình khi di chuyển xe sẽ thoáng hơn. Đó. Ở phía sau thì quý chị thấy những cái trang bị cơ bản trên Mercedes-Benz, ví dụ như là tự tì tay nè, đó, để được cái dụng cụ điện thoại hay ly nước, rồi mình có thể mở riêng được cái ghế ở giữa này nữa. Một điểm đặc biệt đó chính là hệ thống điều hòa phía sau, và từ bây giờ thì quý chị có thể đặt được cái gọi là option, có nghĩa là ngồi phía sau mình có thể tùy chỉnh được cái hệ thống điều hòa độc lập hai bên, và trang bị thêm cho mình hai cái cổng sạc AC như ở đầu video Hoàng đã nói. Và vừa rồi là những chia sẻ của Hoàng về những điểm nổi bật và hay ho trên chiếc xe C300MG. Và chiếc C300MG màu đỏ này hiện tại là một xe duy nhất và đang có sẵn ở bên Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Nếu như quý anh chị có nhu cầu muốn tìm hiểu, lái thử và sở hữu em nó thì hãy liên hệ ngay với Hoàng qua số điện thoại 0918611766. Chương trình thích mạ của nhà nước giảm 5% đã sắp kết thúc chỉ từ tháng 9 cho tới tháng 11. Và những chương trình của đại lý được áp dụng kèm khi mà quý anh chị sở hữu xe tại Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Cảm ơn quý anh chị đã xem hết video của Hoàng ngày hôm nay. Nếu cần hỗ trợ, tư vấn xe hoặc là hướng dẫn sử dụng về tất cả dòng xe Mercedes-Benz, đừng ngần ngại hãy liên hệ ngay cho Hoàng qua số hotline 0918611766 nha. Hoàng có thể hỗ trợ cho quý khách hàng 24/24 đó, để giúp cho quý khách hàng có thể an tâm sử dụng xe Mercedes-Benz. Và bây giờ Hoàng xin chào và hẹn gặp lại quý khách hàng ở những video tiếp theo. Chúc quý khách hàng có một buổi tối thật vui vẻ.